rớt cái bô ra luôn. Chạy mà rớt ốc bô ra luôn mà không hay. Sao nó bự quá vậy? Này, thì nó đòi nói dặn là thiên nhiên là chúng ta là dặn là đem về cho bán như vậy hả? Ghê quá nè, thôi đi. Hả? Ê. Không sao đâu, nhắm mắt lại nè. Có mùi tạc mới được. Thôi ăn không luôn. Hoặc là ướp đá cho nó lạnh lạnh chứ. Thôi ăn đi. Sau khi qua khỏi cái khu là cái cương thấy khung cảnh là đã khác rất là nhiều. Còn chúng tôi gồm 3 thành viên ở Hình Sang, Mạnh Đại và Ngọc Thưởng. Bây giờ thì đã đến, quý vị nhìn biết đây chính là tượng đài của thành phố Cà Mau. Phố Cà Mau thì chúng ta sẽ check in được một địa điểm này ngay trung tâm đó, muốn mà. Và thành phố Cà Mau thì là trung tâm của tỉnh Cà Mau, rất là khang trang rộng rãi. Từ thành phố này chúng ta sẽ tẻ ra đi những cái nơi, những cái tỉnh, những cái huyện của Cà Mau là Thới Bình, Nam Căn, Sóc Đốc, U Minh. Và bây giờ chuyến hành trình tiếp theo chúng tôi sẽ đi thẳng xuống đâu Thượng ơi? Dạ, ở dưới mũi Cà Mau. Đi xuống check in cột mốc mũi Cà Mau để Thượng lần đầu tiên mới được đến đó. Bây giờ thì chúng tôi Thượng sẽ chụp một tấm hình ở đây để làm kỷ niệm. Tại thì đoàn Tiến Cương đã nghỉ tại Nam Căn và ghé một quán cà phê võng ven đường. Tình trạng xe của Tiết Cương sau khi chạy đoạn đường xấu quá thì về đây thưa quý vị. Đây đầu tiên là con ốc gắn vô cái bát của xi nhan đã rớt và Tiết Cương lấy băng keo dán lại đỡ tưng gặp đường quý vị. Còn đây nữa, đây quý vị xem, đây rớt cái bô ra luôn, chạy mà rớt ốc bô ra luôn mà không hay, nhờ dừng lại mới biết quý vị. Nếu mà không có cái chân trống mà không có cái chân thắng là cái bô rớt đất cạ luôn rồi. Cái con dựng lại cái dựng nhưng cháu đứng dựng không được. Dựng được. Cứ ngát ngày giờ là nhìn lại trời ơi. Ổng cấn cái bô rồi. Đó. Rớt ốc của gấp ra mà vẫn chạy phà phà quý vị. May quá nhờ dừng lại nghỉ ngơi mới phát hiện ra bây giờ. Anh trong đoàn chạy đi kiếm giờ cái cưa một con ốc, đó, một con tán để xiết lại. Chứ này mà sao chạy về. Hành trình đi rất là vui đây không nay nịch nay cái này còn thiếu kinh nghiệm quý vị, đúng ra là phải bọc giống như anh dạng bên kia phải có cái áo mưa ở thượng, có cái bọc như vậy để lỡ có mưa quý vị nó khỏi. Áo mưa có trong này nhưng mà áo mưa thì cái ướt hành lý lần sau đi là chúng tôi sẽ có cái bọc đi lông để bọc cái xe lại. Bây giờ thì chúng tôi sẽ là vô nằm nghỉ dẫm chút xíu để tiếp tục xong rồi bắt đầu chạy xuống đất mũi chắc yên. Sau khi qua khỏi là Tiết Cương thấy khung cảnh là đã khác rất là nhiều. Ở đây thì thấy không còn là vẻ gì của đô thị nữa mà hai bên đường rừng sinh thái của nước dẹt xuống bần, phong cảnh rất là giống đường đi Cần Giờ của chúng ta. Rạch cốc đất mũi đi hẳn Dung Miên Ông Trang vừa phải ở vậy không, hai bên bờ đường đó ra khỏi Nam Căn đường vắng vẻ, khu vực biên giới biển gì không, ở xung quanh đây mấy cây là mấy cây bần, cây nước, cây xuống, cây bè không nhớ vậy, vốn họ nó giống nhau lắm, chỉ có dân địa phương mới phân biệt được thôi, còn như Tiết Cương là không có biết được đâu. Đó, hưởng mấy cây này có tác dụng gì không? Đúng rồi, chống sạt lở đó. Đường bắt đầu từ đây đổ về phía đất mũi là rất là nên thơ lãng mạn chữ tình. Gần 150 km thì đoàn của chúng tôi đã đến sắp tới đất mũi và trời hơi tối rồi, bây giờ sẽ nghỉ lại để sáng mai mới check in.
đó, và địa điểm đó là quán nghỉ quán gia đình anh Cương quý vị. Đây ông chủ đây đó, để coi ông chủ đang làm gì. Cái này chịch hào hào này mình sao nó bự quá vậy? Này thì nó là nó dặn là thiên nhiên là chúng ta là lặn đó đem về cho bán vậy hả? Trời ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ cái Cương thấy con hào to vậy. Hào khổng lồ hả? Chịch rửa là thịt đặng mình tách lấy thịt cho nấu cháo cho mấy anh rồi. À, tối nay được ăn cháo hào nha. Sướng rồi. Mình luôn thịt về chứ mình đâu có tách ra được hả? Tách chứ, khi thịt về đi xong chứ thịt trả rồi mình tách lấy phần này. Rất hồi thích luôn sẽ tận cảnh tách ra con hào cho mọi người xem nha. Xem bà chủ tách hào nè. Trời ơi, bà tủ chắc chuyên nghiệp quá. Trời ơi, con hào bự dữ thần vậy. Con lấy cái thang nước bỏ vô nhỉ. Quá trời, con hào bự. Cái hào này ăn sống luôn bà chủ. Được. Rồi đưa tới Cương, tí Cương ăn luôn. À, cái này mình ăn với qua bồ tạt. Chấm bồ tạt. Không, ăn sống luôn. Sống luôn. Ăn vậy nó mới nguyên chất. Hào này hào thiên nhiên hả? Đúng rồi. À, thằng bé âm thầm lại mạnh quá nha, nó nại đi ra hào lại cứng quá. Con cứ đặt gì đây cho mẹ đặt chứ gì lắc con. Đó, con đặt đi để cho mẹ làm nhiệm vụ con là con đặt mẹ tắt. Chú ăn hào cái tối dắt chú đi bắt ba khía à? Rồi quá đã luôn. Bắt ba khía có bị mũi cắn không? Không, nhưng mà có lội sình không? Có á, phải lội sình mới bắt được. Nước đó. Ủa mình rửa lại chi vậy chị? Sợ nó bị mấy cái vụn không, mấy cái miễn không? À, chứ là nấu cháo hào ha. À, quá trời nguyên đống hào gì ơi. Tối nay một mình Tiết Cương ăn như đây nè. Không có cho ai ăn chung hết trơn. Trong lúc đợi cháo hào đó bụng quá đột nhập vô bếp. Để Ủa bà ơi, bà đang làm gì bà? Chỗ đang này để nấu cháo hả? Ừ. Gạo phải rang lên thì mới ngon hả? Ừ, gạo rang mới ngon. Ôi trời, hấp dẫn quá. Rồi, đói bụng quá. Chờ em cho anh múc miếng cơm ăn. Đói bụng quá. Ăn miếng thôi, đừng ăn nhiều để bụng lát ăn cháo hào. À. Ăn cơm gì bà ơi? Có món này nè, món tép rang à. Đó. Cánh gì vậy bà? Cánh chuối gì lạ vậy? Đó, tép mì tép đồng luôn, tép đất đó nha quý vị. Không phải là tép, không phải là tép nuôi đâu. Đâu. Dạ, múc cho con miếng. Cánh này là nấu cái gì bà? Chuối nấu gì vậy? Đường. Trời ơi, chuối nấu với đường. Lần đầu tiên lịch sử là người Tiết Cương mới được ăn cực. Cánh chuối này chè, có chừng mà có ăn cơm không bà múc chè. Trời ơi, chuối người ta nấu chơi ăn con. Ăn cơm hả? Thưởng đó giờ có ăn này chưa? Dạ có ăn chuối nấu canh nhưng mà nấu kiểu này em chưa có ăn. Lần đầu tiên mới ăn anh sang. Chuối mà nấu canh với đường. Lạ quá ta. Kiến. Thì đó kiến nó ngọt nó tới nó ăn em đó. Em có ăn chuối nạo ra nấu canh với thịt rồi, giống như mình nấu với khoai mỡ với ngọt vậy đó. Để Tiết Cương thử coi. Lần đầu tiên trong lịch sử là người mới được ăn chuối nấu đường á. Ăn chung với cơm luôn. Thì đó em mới ăn lần đầu tiên này chị. Chuối nha. Thôi. Nó giống chè. Đúng rồi, ngọt mà. Ăn với cơm ngán lắm. Giống chè chuối chân. Quý vị ơi, giống chè chuối chân vậy đó. Ông nội ngọt quá. Ngọt lắm, với cơm ngán lắm. Thưa vậy Tiết Cương là cái người mà ăn chè là số 1. Mà dạ có, con có lấy rồi nè. Mà lần đầu tiên ăn cơm với chuối nấu đường là cảm thấy nó ngọt quá. Lạ quá. Hưởng thử cái gì? Nó cũng ngọt lắm, nó cũng ngọt ngọt, giống như nói chung là giống như chè chuối vậy đó. Nhưng mà có cơm. Có cơm, mình bỏ vô là để hưởng thử nha. Rồi, để hưởng thử. Hưởng thử. Cơm nấu với chè chuối. Sao hưởng? Ngọt. Ngọt luôn, lạ lắm hả? Chuối này nó ươm ướp rồi, nó gần chín rồi mới nấu mà. Nhưng mà ngon, nó cũng ngon lắm á. Đó, lần đầu tiên lịch sử loài người học thử mới được ăn chè. Ủa cơm nấu với chuối đường.
Tiết Cương cũng đi nhiều tỉnh miền Tây lắm mà. À, cho Tiết Cương hỏi diễn giả ở xứ quý vị có không nha, ở miền Tây hay ở một những cái nơi nào khác trên đất nước Việt Nam mình có cái món mà chuối nấu với đường ăn với cơm. Nấu canh. Nấu canh, Hưởng có ăn này chưa? Chưa ăn bao giờ. Miệt em không có luôn phải không? Nấu chuối nhưng mà cách khác chứ không phải ngọt gì. Tiết Cương cũng mới ăn lần đầu tiên, còn Ngọc Thưởng mới ăn lần đầu tiên mà cảm thấy ngon không Thưởng? Cũng ngon. Rồi, quá đã luôn quý vị ơi. Ăn chút xíu lót dạ để chừa bụng ăn cháo hào. Như vậy là nãy giờ Tiết Cương ăn cơm với canh chuối ngọt liệm. Thì đây bà chủ đã làm sắp xong và Tiết Cương thấy bà lão đây có một món này để Tiết Cương đón. Cái này là gì nha? Cái này là có phải là măng không bà? Bồn bồn. Ủa bồn bồn hả? Bồn bồn là đặc sản của Cà Mau mình hả? Đúng rồi. Cái này nó mọng với nước hay sao bà? Nước. Ừ. Mà bồn bồn này mình ăn để mình ăn ăn để nấu canh hay sao? Xào tỏi. Xào tỏi. Dạ. Có làm gỏi được không? Có bồn bồn là ta làm dưa. Dưa xong là làm dưa. À phải làm dưa món quá vậy. Vậy là phải ngâm phải không chị? Dưa. Dưa. Cái này bồn bồn là có thể là làm gỏi được nè, nhưng phải làm từ dưa chua mới chuyển qua gỏi ha. Còn thôi là xào tỏi ăn. Ở đây thì bà chủ đã làm xong cái món hào lột ra hết rồi. Giờ Tiết Cương sẽ biểu diễn cho quý vị là Tiết Cương sẽ ăn sống hết toàn bộ dĩa hào này. Tại vì Tiết Cương nãy có đặt bà chủ rồi là cho Tiết Cương ăn sống hết toàn bộ dĩa hào này. À, giờ Tiết Cương sẽ biểu diễn ăn sống cho quý vị. Ghê quá anh. Cái này là mình ăn luôn khỏi cần chanh Bồ Tát được không chị? Tùy theo người ta. Cơ địa Tiết Cương là sẽ tiêu hóa được quý vị. Ăn hết luôn nha Thưởng. Thôi. Ăn hết dĩa này thôi. Mình thôi. Đâu ăn nhiều đâu. Ăn mới có một tạ cái này kia chứ. Không, nhưng mà hồi nãy anh đã ăn một chén cơm lót dạ, cái bụng anh nó đã xây đổ bê tông chắc chắn rồi. Bây giờ ăn hết dĩa này không sao đâu. Thôi. Bà chủ đã khử trùng toàn bộ này bằng nước giếng hết rồi. Thành ra không có sợ đau bụng đâu. Chị biểu diễn ăn. Nhưng mà hào này là em hỏi là hào này là nước ngọt hả? Đâu. Hào này nước này nước lợ chứ. Nước lợ hả? Ừ, nước mặn luôn chứ nước lợ nữa. Này là bà chủ nó bắt ở người ta phải lặn xuống sâu ở dưới mấy dưới đá á mới bắt được nó đó, hiếm lắm á. Về Cà Mau mới có mà sao con hào cái màu nó lạ Thưởng. Đúng rồi, em thấy nó ngộ ngộ. Ừ, nó không có trắng nó như màu không mình và Tiết Cương sẽ biểu diễn ăn nha. Ghê quá nè, thôi đi hả? Ê, không sao đâu, nhắn mang lại nè, có mù tạt mới được. Thôi ăn không luôn, hoặc là ướp đá cho nó lạnh lạnh chứ. Thôi ăn đi. Không. Hào này hào thiên nhiên đâu phải hào nuôi. Thiên nhiên chứ. Ồ, tôi biểu diễn tôi ăn luôn. Thôi đi anh ơi, ghê quá à. Ừ. Để nấu cháo ăn. Thử thách ăn hào sống một dĩa trong vòng 6 ngày 6 đêm. Mời bạn ăn ngay, tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn lè. Ăn liền, ăn nha. Ghê quá anh ơi. Thôi. Để nấu cháo anh ơi. Tha cho em. Cái này là Ngọc Thưởng nói với quý vị, cái này là phần của cả đòn chứ không phải mình Tiết Cương. Thì Tiết Cương ăn cảm thấy mình có lỗi với anh em không, nãy giờ thấy áy náy sao? À, áy náy một mình. Dạ. Mình mà ăn hết dĩa hào này có lỗi anh em, cho nên Tiết Cương quyết định là bỏ vô nồi cháo chứ không có ăn một bình, như vậy mình trở thành kẻ ích kỷ. Kẻ ham ăn. Kẻ bỏ. Ừ đúng rồi, bỏ vô nồi cháo. Rồi chị bỏ vô cháo luôn không? Còn làm gì nữa? Em còn có ướp xào gì nữa là sao? Ướp xào mới bỏ vô cháo. Ủa mình xào mới bỏ vô hả chị? Đúng rồi. Trời ơi, xào luôn mới bỏ vô quý vị ơi. Chứ còn Tiết Cương mà rồi ăn sống rồi chắc đi luôn quá. Nè, nồi cháo đã sôi lên. Nhưng mà chưa có nhừ. Và đây thấy bà chủ đang chiên. Tiết Cương nhìn biết cá này cá gì nè. Cá này là đặc sản của Cà Mau. Cá đối, đúng không? Cá lầu đầu. Ủa cá lầu đầu. Cá lầu đầu là cái này là cá biển luôn hả chị? Mình có ăn tươi được không hay là chỉ ăn khô thôi? Ăn tươi cũng có mà khô cũng có nè. Cá lù đù này mà nhậu bắt lắm không chị? Nhậu ngon lắm không? Ủa cái này mình nhiêu ký chị? Cá bự này thì mình ký 250, 200. Dạ. Rồi 150 có. Còn cá nhỏ? 100 có. Em muốn đặt được không chị? Được. Rồi Tiết Cương đặt một vài ký về để làm quà cho bà con ha. Cá lù đù đặc sản ở đây. Cái này cá thiên nhiên cá nuôi vậy? Cá lù đù, cá thiên nhiên của chị. Hôm nay Tiết Cương giống như là review ẩm thực về, lâu lâu được về Cà Mau, vùng đất cực nam của tổ quốc, có rất nhiều đặc sản.
Và hôm nay rất là tiếc là không có dặn chị trước là chị không có thiết kế được cái món mà cá thòi lòi chị ha. Đúng rồi. Cá thòi lòi là đặc sản đây quý vị. Cá thòi lòi là mình muốn nhớ. Ủa, xuất sắc luôn quý vị. Nấu lẩu đúng không vậy? Nấu lẩu mà. Đợt trước. Dạ, đợt trước em về em nấu đúng rồi quý vị. Một nướng ớt. Thứ hai là nấu với lẩu mà giống như nước gì nữa. Nấu cơm mẻ, nấu nước cơm mẻ. Mẻ quý vị, nó chua chua vậy đó. Nước nó đục. Đục đục. À, nhưng mà rất là vui khi được ăn cái món canh nấu chuối ngọt là đầu tiên trong lịch sử loài người mới được ăn. Mà ở đại xứ này người ta ăn nhiều lắm á chị, không phải là một mình. Đúng rồi. Nhưng mà ở cho em hỏi chị có Cà Mau ăn bên Bạc Liêu có ăn không chị? Có. Bạc Liêu Cà Mau phải không? Bạc Liêu Cà Mau là chung như vậy, hồi xưa là tỉnh Minh Hải á. Bây giờ tách ra rồi nhưng mà cái văn hóa cũng rất là giống nhau. Cho hỏi chị là Bạc Liêu hả? Em Hậu Giang. Ủa trời, Hậu Giang. Ở đâu? Hậu Giang. Không biết nó huyện nào á? Huyện Long Mỹ. À, Long Mỹ phải không? Dạ. Long Mỹ là một thị trấn nhỏ nằm thị bên xã. Cạnh Vị Thanh. Bây giờ lên thị xã rồi ha. Dạ, giờ thị xã còn Vị Thanh là thành phố. Rồi. Vậy là... ra cho Tiết Như Tiết Cương sẽ chờ đợi món cháo hào rất là háo hức để được thưởng thức và sẽ review cho quý vị xem. Đây cá thù lù đã chiên xong. Cái khô không chị? Khô. Quá hấp dẫn luôn. Đây. Bồng bồng xào với xào tôm nữa vậy. Quá hấp dẫn luôn. Và đây giới thiệu vị. Đây. Hào đã ướp tỏi rồi, chuẩn bị xào lên rồi mới bỏ vô nồi cháo nha quý vị. Đó. Đây là cá thòi lòi kho. Hấp dẫn quá. Quá trời món luôn. Hôm nay là quá trời món hấp dẫn luôn. À, đây là xào hào lên á. Mình xào chín hay xào sơ sơ vậy? Xào sơ sơ rồi. Sơ sơ đúng không? Dạ. Đó chính là ra món quý vị ơi, quá hấp dẫn luôn. Trước khi ăn cháo hào đoàn chúng tôi sẽ ăn nhẹ món cơm và đây là bồn bồn xào tôm canh mướp và đây cá thôi lò kho hưởng sẽ thưởng thức. Hưởng đó giờ có ăn cá thôi lò chưa? Dạ chưa. Ăn cảm giác thấy nó làm sao? Dạ ngon. Thịt nó làm sao? Nó chắc lắm anh. Thịt chắc lắm không? Ăn giống như gần gần như lươn. Ủa vậy hả? Mà anh nghĩ là nó chắc hơn lương. Nếu mà lương đồng thì nó không chắc. Đây, cá lù đù. Khô cá đù nữa, trời ơi, khô lù đù nó quá trời món luôn. Cái thịt nó phải, thịt cái thò lò nó chắc hơn lương đúng không vậy? Dạ, nó lương đồng mình nó cũng không vô đâu đó. À vậy hả? Vậy là ừ. Rồi bây giờ Tiết Cương sẽ thử coi. Ngon quá nha. Thưởng ăn bồn bồn ngon ha. Bồn bồn thì em ăn rồi hả? Dạ rồi. Quá đã luôn, tối hôm nay thật là đạm bạc nhưng mà dưa bồn bồn, còn này là một bồn tươi. Bồn tươi xào với tôm. Quá ngọt. Toàn đặc sản của Cà Mau không nha quý vị. Đó, từ cá nè, hai loại cá và món bồn bồn. Em ăn tôm tích. Trời ơi, có tôm tích luôn hả? Ăn quá ăn cái gì ơi. Là như vậy là cắt rồi mà. Học hưởng ăn quá ăn luôn rồi. Ăn một con này là no luôn á. Hồi nãy giờ em ăn nhiều rồi. Còn bạch tuộc nữa nè. Quá trời món luôn. Bạch tuộc cũng sống luôn á. Rồi, vậy là đêm nay thì Tiết Cương thưởng là ẩm thực rất là những cái món đặc sản của Cà Mau. Đó, lấy sức để ngày mai tiếp tục hành trình và sáng mai thì Tiết Cương còn thưởng sẽ chắc in cột mốc đất mũi. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai ha.